Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thanh mặc theo. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin doan tẩy dạ đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến một nơi hoang địa vắng vẻ dân chúng nghe biết thì từ các thành phố đi bộ theo người ra khỏi thuyền người thấy dân chúng đông đảo thì thương xót và chữa lành những bệnh tật trong họ chiều tới các môn đệ đến gần thưa người rằng đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi xin thầy giải tán dân chúng để họ vào trong các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng: Ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá. Người bảo các ông rằng: Hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá Ngước mắt lên trời Đọc lời chúc tụng Bẻ ra và trao cho các môn đệ Các ông này phân phát cho dân chúng Mọi người đều ăn no Và người ta thu lượm được 12 hai thúng đầy miếng bánh vụn Số ngàn số người ăn là Năm ngàn người đàn ông không kể đàn bà con trẻ đó là lời chúa lời chúa Kitô người khen chúa anh chị em thân mến phụ vụ lời chúa hôm nay được đặt trong một bối cảnh khi Đức Giêsu hay tin Gioan tại giả đã chết, thì người đã xuống thuyền đi đến một nơi hoang địa vắng vẻ và dân chúng đã chạy đến cùng người. Với một lối văn mở đầu như thế, tin mừng muốn mạc hại cho chúng ta điều gì? Thưa tin mừng muốn cho chúng ta biết, đây là thời kỳ của ước đã chấm dứt thời gian trong ngóng của Đấng Messiah đã không còn giờ đây chính là thời kỳ của Tân Ước thời kỳ của Đấng Messiah đã đến đến để đem lại cho con người biết bao nhiêu là những điều tốt đẹp thưa anh chị em trong câu chuyện tin mừng mà chúng ta vừa nghe đã trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đến và đã thực hiện những điều gì cho cuộc sống của con người. Ngài đã giảng dạy cho dân chúng, nghĩa là ban cho họ một của ăn tinh thần. Ngài đã chữa lành cho rất nhiều người có những thứ bệnh tật khác nhau, nghĩa là xoa đi những nỗi đau trong thân phận con người. Và dường như Đức Giêsu không chỉ dừng lại ở đó mà muốn thực hiện một phép lạ, một phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng mặc dù là họ chưa thốt lên một lời xin tin mừng đã cho chúng ta thấy đứng trước một đoàn người đông đảo và chiều sắp đến thì các môn đệ đã muốn thực hiện một điều gì đến nói với đức giêsu rằng thưa thầy trời đã chiều rồi cho nên chúng ta hãy giải tán dân chúng để họ vào trong các làng mạc mà mua thức gì ăn. Đây có phải chăng là cách xử sự của người đời? Nghĩa là chúng ta hãy để cho tự tự mọi người làm, tự lo và tự sống. Và thậm chí chúng ta cũng có thể thấy nhiều khi những người trong cùng một gia đình thôi mà cơm của ai nấy ăn, tiền của ai nấy xài và đồ của ai nấy sử dụng. Quả là một thái độ ích kỷ trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu khi đứng trước một đoàn người đông đảo và chiều đến thì ngài không muốn để cho họ ra đi bị bụng đói, cho nên ngài muốn giữ họ lại và đồng thời ngài kêu gọi các môn đệ của mình các con phải cho họ ăn. Quả thật khi đứng trước lời đề nghị này thì các môn đệ cũng đã nói lên cái sự bất lực trong đời sống của mình. Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và hai con cá thôi và thậm chí có đoạn tin mừng ghi lại đó là làm sao có thể giải quyết được cho những số người đông đúc như thế này. Quả là một sự bất lực bởi vì xem ra cái khối lượng thì rất là ít nhưng mà cái số lượng người thì quá đông đây là một bài toán có thể nói là rất khó nhai và khó nuốt bởi vì cái khối lượng và cái chất lượng nó không tương xứng với nhau và đứng trước một cái gọi là khối lượng và số lượng không tương xứng với nhau thì Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình làm điều gì? Ngài không muốn các ông phải tìm ra đáp số cho thật chính xác Mà Ngài muốn các môn đệ của mình hãy ngồi lại với Thầy Để chúng ta hãy thực hiện một bài toán Mà bài toán thực hiện ở đây không phải là một bài toán cộng và toán nhân mà đó là một bài toán trừ và toán chia trong đời sống của mình. Bởi vì tôi cộng tức là tôi thu tích về cho bản thân của mình. Tôi nhân tức là tôi muốn mình được gấp đôi. Còn ngược lại, tôi trừ tức là tôi dâng cho Chúa những gì của mình có. Tôi chia là tôi lấy của bản thân của mình, tôi phân phát, tôi chia sẻ cho anh em của mình bởi vì khi chúng ta biết làm toán trừ và toán chia trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng phép lạ sẽ thực hiện trong đời sống của con người của mình quả thật nếu chúng ta nhìn về đường đi của chiếc bánh trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta sẽ thấy điều đó các môn đệ đã dám chấp nhận dân của gì mà mình đang có đó dâng lên cho chúa chúa đã dùng những chiếc bánh và những con cá đó dâng lên cho thiên chúa đọc lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ và các môn đệ tiếp tục phân phát bẻ ra trao cho từng người và khi trong cuộc sống con người chúng ta biết phân phát bẻ ra và cho đi thì cái bánh không bao giờ hết và những miếng cá không bao giờ vơi đi Quả thật là một hình ảnh rất là đẹp. Và như vậy chúng ta thử hỏi, phải chăng ngày xưa chỉ có mới phép lạ xảy ra trong cuộc sống của mình? Tôi tin chắc rằng phép lạ đó vẫn tiếp tục trong đời sống của chúng ta khi chúng ta thực hiện lời mời gọi của Đức Kitô trong đời sống của chúng ta. Nghĩa là chúng ta hãy biết yêu thương và hãy thể hiện tình yêu đó bằng việc chia sẻ cho nhau trong đời sống của mình quả thật trong những thời gian trong những lúc này đây thì ai trong chúng ta nhất là những người trong vùng dịch chúng ta có thể cảm nghiệm được điều đó trong đời sống của mình tôi có một cái cảm nghiệm không chỉ là một miếng khi đói bằng một gói khi no mà tôi có thể nói rằng giờ phút này hôm nay đây một miếng khi đói còn hơn cả một gói khi no bởi vì có những người xem ra có tiền trong tay đó mà bây giờ mình không mua được những thứ mà mình cần thiết cần dùng còn những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của người khác thì không thể đến được với người khác bởi vì bị cách ly cho nên việc chia sẻ cho nhau mà chúng ta có thể thấy trong những thời gian vừa qua những những cái máy ATM gạo, ATM khẩu trang, những cái hộp quà, những cái bao gạo, những cái gói mì được truyền tay cho nhau. Đó là những phép lạ đang thực hiện trong đời sống con người của mình. Khi nói về việc chia sẻ cho nhau thì tôi luôn nhớ cái câu chuyện đó là tôi nghe những người lớn tuổi ở họ đạo của tôi kể lại ngày xưa trong họ đạo của tôi có một cha già và lúc đó thì dường như ở dưới sông cá tôm còn rất là nhiều cho nên thường các buổi tối thì các cha con thường đi xuống sông rồi giăng lưới bắt cá câu cá và khi bắt sông sáng đi về nhà Thì Ngài gọi những người trong họ đạo Đến để chia mỗi người một con cá Và khi chia cá vậy Thì Ngài cho hết những cái con cá lớn Và chừa lại những cái con cá nhỏ để mình ăn Lúc đó thì mấy chú giúp lễ đi theo vất vả Cảm thấy rất là xót ruột Cho nên nói với cha như thế này Cha, sao mình không để mấy con cá lớn lại mình ăn mà cha cho hết vậy thế là ngài phán một câu mình ăn thì hết còn chúng ta cho người khác thì còn con ạ à. mình ăn thì hết mình cho thì còn vậy thì chúng ta còn cái gì trong đời sống thưa còn lại hai chữ ơn nghĩa thưa còn lại hai chữ ân tình đây là điều chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì người được cho thì cảm thấy hạnh phúc bởi vì mình được yêu thương và người cho đi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì chính thánh Phaolô cũng đã nói cho thì có phúc hơn là nhận. Cho nên trong cuộc sống ngày hôm nay, nhất là trong những giờ phút này chúng ta xin chúa cho mọi người chúng ta có những cái cách này cách khác để chúng ta chia sẻ cho những người đang cần sự giúp đỡ để mà nhờ đó chúng ta sẽ vượt qua được cơn đại dịch trong cuộc sống của mình. Amen.